quên kiểm tra dây an toàn khiến hành khách suýt thì đăng xuất khỏi server khi chơi trò cảm giác mạnh. Bé gái này đang rất háo hức chờ đợi đến lượt chơi của mình. Đó là trò chơi tháp rơi tự do, cực kỳ thú vị mà em rất yêu thích. Tuy nhiên, có thể vì quá nôn nóng được chơi nên cô bé đã quên mất việc nhờ người thắt dây an toàn cho mình. Ngay tại thời điểm đó, nhân viên chịu trách nhiệm cho trò chơi cũng đi qua đi lại liên tục để kiểm tra, nhưng lại chẳng nhận ra điều bất thường. Listen to mom scream when she realized. Vài phút sau, người mẹ thấy con mình chưa được thắt dây an toàn nên đã hét lên để nhắc nhở con gái. Thế nhưng bé gái lại không thể tự thắt dây an toàn cho mình mà vừa lúc trò chơi đã bắt đầu hoạt động. Ở dưới mặt đất, người mẹ lúc này cũng không ngừng gào thét để ra tín hiệu cho nhân viên cứu lấy đứa con nhỏ của mình. Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Nhiều người trách móc cho rằng tại sao nhân viên bảo vệ lại quên mất một đứa bé như vậy. Số khác lại cho rằng, thực tế sợi dây an toàn đó hoàn toàn vô nghĩa trong trường hợp này. Bộ phận bảo vệ màu vàng trên vai cô bé đã được khóa chặt và rất an toàn. Còn bạn nghĩ sao về trường hợp này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé!